Chào anh chị và các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem cách tô màu tự động những nhân viên có ngày làm việc trong tháng để tổ chức kỷ niệm cột mốc làm việc cho nhân viên. Thì đây là một trong những cái nghiệp vụ mà những anh chị nào làm trong mảng hành chính nhân sự là rất là thường gặp luôn. Thì ở đây chúng ta có một cái bảng dữ liệu mẫu ở đây nè, là có 10 nhân viên nhưng mà trong thực tế thì có thể anh chị quản lý đến cả trăm cả ngàn người lần ha. Thì ở đây là 10 người mẫu thôi. Chúng ta có ngày là vào làm và chúng ta cần phải so cái tháng của cái ngày vào làm với tháng hiện tại á, coi nó có khớp hay không. Cho nên chúng ta sẽ có thêm cái cột là tháng vào làm ở đây, sử dụng hàm month để mình lấy cái tháng của cái ngày vào làm này. Rồi bây giờ để tô màu á, thì mình sẽ chọn hết cái vùng dữ liệu đây, nhớ ha, chọn vùng dữ liệu chứ không chọn cái hàng tiêu đề nha, không chọn hàng tiêu đề, chọn từ hàng số 4 này trở xuống. Rồi vào conditional formatting nè, mình sẽ chọn new rule, mình chọn us formula, tức là mình sẽ sử dụng công thức để tô màu. Thì mình nhập công thức là bằng, ở đây mình chọn ô E4 nè, mình cho bằng với month, tức là mình cho bằng tháng của ngày hôm nay, là nên hàm today vô là lấy ngày hôm nay, tháng của ngày hôm nay. Rồi mình cố định cột E nhưng không cố định hàng số 4, cho nên mình sẽ bỏ cái dấu đô la ở đây đi. Đó, cố định cột E không cố định hàng số 4. Được không ạ? Rồi, format thì mình cho nó là màu vàng. Ok. Đó, thì bây giờ nè, những nhân viên có cái tháng vào làm là tháng 3 đã được tô màu rồi nè. Rồi giả sử bây giờ ha, mình muốn là ai là tháng tiếp theo cũng được tô màu để mình chuẩn bị cho nó tốt, đúng không? Thì bây giờ mình làm lại lần nữa nha, cũng chọn hết bảng dữ liệu ở đây và conditional formatting, chọn new rule, chọn us formula, rồi mình chọn bằng bằng ô E4, bỏ cố định dòng số 4 đi đó, và cho bằng month của today và cộng thêm cho một, tại vì tháng tiếp theo mà, đúng không? Tháng tiếp theo phải cộng thêm cho một vô. Rồi bây giờ mình cho nó tô màu xanh lá này đi. Ok. Rồi đây, có nhân viên 07 là tháng 4 nè, thì mình biết trước là tháng sau á, là có nhân viên này, thì bây giờ mình chuẩn bị cho nó tốt để chuẩn bị kỷ niệm cột mốc làm việc của người ta ha. Rồi. Bây giờ nó phát sinh một cái tình huống như vậy nè, là những người á, mà đã nghỉ việc rồi thì không cần làm nữa. Đó, những người đã nghỉ việc rồi tôi không muốn highlight nữa, giờ làm sao? Giờ giả sử mình thêm một cái cột đã nghỉ ngày nghỉ việc vô. Ngày nghỉ việc. Đó, giả sử nhân viên 03 này nghỉ việc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đi, thì bây giờ tháng 3 2024 rồi thì đâu có cần phải tổ chức cho cái người này nữa, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần là conditional formatting nè, mình chọn manage rule để mình edit cái rule lại, để mình sửa cái rule nè. Đó, thì mình edit lại. Ở đây là mình đã có một cái điều kiện là tháng của cái ngày vào làm bằng với tháng hiện tại rồi. Thì bây giờ mình sẽ thêm một cái điều kiện là cái ngày nghỉ việc nè, cái cột ngày nghỉ việc phải bằng rỗng. Ai không có ngày nghỉ việc là còn làm việc, còn ai có ngày nghỉ việc rồi thì bỏ qua một bên, đúng không? Vậy thì and, và thêm thêm and vô đó. Rồi đây là điều kiện thứ nhất rồi nè, thì phải chọn điều kiện thứ hai là bây giờ là cái cột E4 này là ngày nghỉ việc nè, mình bỏ cố định phần dòng nha. Đó, mình bỏ cố định phần dòng, giữ cố định phần cột thôi, phải bằng rỗng là mình nhập hai dấu ngoặc kép, đúng không? Đó, thì cái này ý nghĩa là tháng á, phải bằng tháng của hiện tại và ngày nghỉ việc là bằng rỗng thì tôi mới tô màu vàng. À, bây giờ ok nè, mình bấm apply đó ha, là cái chỗ nhân viên 03 có ngày nghỉ việc nè là đã mất rồi, nó đâu có tô màu nữa đâu. Rồi mình làm tương tự cho rule tiếp theo, mình cũng edit rule, mình nhập and đó. Rồi đã điều kiện thứ nhất đã xong rồi thì chỉ cần phải, và cái ngày nghỉ việc này nhớ ha, cố định cột không cố định dòng bằng rỗng, đúng không ạ? Ok. Và ok, thì đây là nhân viên 07 này chưa nghỉ việc nè, thì cho nên là chúng ta sẽ để vẫn còn tô màu. Ví dụ như giả sử mình nó nhập nghỉ việc là 1 tây tháng 1 năm 2024 là nó mất cái tô màu liền, mà không có nghỉ việc là nó tô màu lại, đúng không? Dễ mà, đúng không? Rồi ở đây á, sẽ có một cái nữa là mọi người thường hay hỏi tính thâm niên sao. Tính thâm niên thì mình có hướng dẫn ở trong cái video về những cái hàm liên quan đến ngày tháng rồi, thì ở đây mình cũng nhắc lại ha. Thì dù tính thâm niên đi, mình muốn tính thâm niên là mình sẽ dùng hàm date. À, đây đi. Rồi, mình chọn một cái ngày vào làm. Rồi mình chọn cái cột mốc tính thâm niên. Giả sử cột mốc tính thâm niên của mình bây giờ tính tới ngày hôm nay. À, tính ngày hôm nay thì mình nhập hàm today. Còn không thì mình nhập thẳng một cái ngày nào đó, ví dụ như mình nhập là tính thâm niên đến ngày 29 tháng 2 2024. Đó thì mình nhập cái ngày vô đây. Rồi mình muốn tính theo đơn vị nào, nếu mà tính theo năm á thì nhập chữ y dài. Đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ trả đơn vị là năm. Đó. Còn muốn tính theo tháng á, thì mình sẽ sửa chữ y dài, chữ m là chữ m, nó sẽ tính theo theo tháng ở đây đó. Rồi thì đây là cái cách mà mình tính thâm niên nha mọi người, mọi người có thể tham khảo lại trong cái video mà về ba hàm liên quan đến ngày tháng của mình, thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả.
Rồi, ok, vậy là mình đã vừa hướng dẫn anh chị và các bạn cách để mà sử dụng conditional for marking tô màu cho những nhân viên có ngày làm việc trong tháng. Thì cái này á, mọi người có thể ứng dụng rộng ra để xử lý những nhân viên có ngày đến hạn ký hợp đồng trong tháng cho những bạn làm bên CNB á, thì dùng cái phương thức y chang và tương tự như vậy thôi. Ha. Thì hy vọng là anh chị và các bạn đã biết thêm một cái kiến thức mới để có thể ứng dụng vào trong công việc hàng ngày của mình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.